Thưa quý vị, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, vào ngày 2 tháng 9 năm 2022, món cơm chiên sử dụng nguyên liệu là gạo ST25 Việt Nam đã trở thành bữa trưa đặc biệt tại Văn phòng Nội các Nhật Bản. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, để đưa được gạo ST25 vào thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua hơn 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cùng với yêu cầu rất cao của người tiêu dùng Nhật Bản. Vì vậy, đây là thành công lớn của người sản xuất cũng như các nhà thương mại khi đưa được gạo ST25 vào thị trường Nhật Bản. Trong tờ giới thiệu đặt tại Văn phòng Nội các Nhật Bản thông tin, ST25 là loại gạo thơm ngon nổi tiếng đến từ Việt Nam. Sau hơn một năm đàm phán và kiểm định chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn Spice House đã thành công trong việc đưa gạo ST25 tới người tiêu dùng tại Nhật Bản. Từ việc gieo trồng, theo dõi chất lượng, thu hoạch, đóng gói và bảo quản, các quy trình đều được kiểm soát chặt chẽ để có thể đảm bảo được chất lượng hạt gạo thơm, chắc, hạt cơm có vị ngọt tự nhiên. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn Spice House, đơn vị phân phối gạo ST25 ở Nhật Bản, gạo ST25 đã từng đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 và được nhiều người tin dùng. Vì vậy, Spice House đã phối hợp với ngân hàng Kirabushi và công ty Suntomi International là công ty nhập khẩu để đưa gạo ST25 của Việt Nam tới người tiêu dùng Nhật Bản. Thưa quý vị, việc xuất khẩu gạo ST25 sang thị trường Nhật Bản là minh chứng cho thấy Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo nhiều mà còn xuất khẩu gạo ngon, đáp ứng được các tiêu chuẩn rất cao của thị trường Nhật Bản. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Nhật Bản chỉ đạt 48,7 triệu yên và chỉ chiếm khoảng 0,09% tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Nhật Bản. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.